À, chào các bạn, chúng ta làm 15 câu đầu. Đối câu này thì các bạn thấy là từ đầu cho đến dấu gạch nó chính là cấu trúc S phẩy chấm chấm phẩy vấp ô. Thì đây là trong chấm chấm này. Chấm chấm này nó là một danh từ đúng không nhỉ? Thì đối câu này thì chúng ta có S vấp ô đầy đủ. Nó chính là cấu trúc thứ 4 trong 5 cấu trúc cứng S cộng vấp cộng ô. Rồi, chấm chấm này chúng ta sẽ chọn gì? Ở đây thì chúng ta sẽ chọn phương án phần B. Tại sao chọn phần B? Tại vì các bạn thấy là trong chỗ này các bạn này. Nào, to be cộng với verb D thì đối với từ use nào? To be use thì đi vào dưới từ to, dưới từ in hoặc đi dưới từ for. Đấy. Hiện tại trong chỗ này chúng ta là đi vào dưới to này các bạn, to cộng với verb O này. Vì thế nên chúng ta chọn phần B. Đối câu 2. Đối câu 2 thì gạch chân sau dưới từ chúng ta không có phân tích. Trước chỗ này chúng ta chọn phương án phương C. Sau dưới từ này nó chính là verb in O. Thì các bạn nhìn này, dưới từ cộng với verb in O. Rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là verb in cộng với O. Rồi tiếp chúng ta đằng sau dấu phẩy chính là một S verb O này các bạn. Verb nó chính từ have, create. Câu 3. Ở câu 3 chúng ta có verb nó chính từ y rồi. Ở đây thì chúng ta chọn gì? Ở đây chúng ta chọn phần D. Nó chính là một mạo từ xác định cho danh từ. Ở đây thì từ đây chân đây nó chính là một cụm danh từ cấu trúc A ở B. Nó làm chủ ngữ trong câu. Tiếp câu 4. Ở câu 4 này thì cấu trúc chính là cấu trúc S phẩy chấm chấm phẩy verb O. Đây trong thuộc trong 5 cấu trúc cứng. Thì trước chỗ này chúng ta chọn gì đây? Ở đây thì chúng ta sẽ chọn phương án B. Ở trước chỗ này nó là một trạng từ thì trạng từ cấu thành bởi dưới từ cộng với cụm danh từ hay là danh từ. Trước chỗ này nó là một cụm danh từ các bạn. Đây là cụm danh từ cấu trúc A ở B. Chúng ta chọn phương án B. Ở đối câu 5. Câu 5 thì đằng trước dấu phẩy chúng ta chỉ có giới tựu danh từ chúng ta không xét. Đấy. Thì đằng sau chúng ta có động từ chính là từ provide. Đây chính là động từ. Thì đối với đây cũng là verb D nhưng đây là verb D này nó chỉ là như là một tính từ bổ nghĩa danh từ rồi. Rồi thì chúng ta thiếu là thiếu tân ngữ. Chúng ta chọn gì? Chúng ta sẽ chọn phương án phương D. Thì đây chính là sự sắp xếp trật tự từ rồi các bạn. Thì các bạn chú ý cho mình đây liên quan đến so sánh hơn nhất. Thì đối so sánh hơn nhất thì rất đơn giản. Nào, chúng ta có mạo từ. Nếu mà là tính từ ngắn thì chúng ta thêm st rồi cộng với danh từ. Còn nếu mà là tính từ dài thì chúng ta sử dụng từ most đằng trước rồi sau đó là tính từ dài rồi cộng với danh từ. Trên nó là tính từ ngắn. Các bạn chú ý cho mình, đây chỉ là sắp xếp trật tự từ rồi. Câu 6. Đối câu 6 thì các bạn xem như nào. Ở đây thì chúng ta có verb chưa. Ở đây chính là verb chính là từ mấy. Mấy form chính là verb. Thì từ đầu cho đến dấu phẩy chính là một S verb O. Đầu trên này thì nó chỉ là một giới từ cộng danh từ. Nó là trạng từ chúng ta xét. Thì đằng sau chúng ta có một F hơn nữa. Vậy trong chỗ này chúng ta sẽ chọn phần B. Nó chính là mệnh đề trạng từ. Đối câu này thì nó chính là S verb O. S verb O. Rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề trạng từ chính là sắp cộng với S cộng verb O. Tiếp đối câu 7. Đối câu 7 thì đằng trước dấu phẩy chính là giới tựu danh từ chúng ta bỏ đúng không ạ? Thì đằng sau dấu phẩy chúng ta có verb chưa. Đây thì chúng ta thì chỉ có giới từ cộng danh từ. Đấy, rồi sau đó into giới từ cộng danh từ. Rồi toàn bộ đây thì nó chỉ là mệnh đề tính từ verb in O này các bạn. Verb in O bổ nghĩa danh từ cho đó. Vậy trong chỗ này chúng ta chưa có verb. Nếu mà chưa có verb thì thiếu cả chủ ngữ nữa. Chúng ta sẽ chọn phương án vấn đề. Verb nó chính là từ reproduce. Câu 8. Ở câu 8 thì các bạn có verb nó chính là từ gì các bạn? Ở đây chính là từ is. Chúng ta chọn gì đây? Thì sau verb thì thiếu gì? Thiếu danh từ, cụm danh từ, mệnh đề danh từ. Trước chỗ này chính là mệnh đề danh từ với that. S verb rồi sau đó mệnh đề danh từ that. Sau that là một S verb O. Tiếp đối với câu 9. Đối câu 9 này thì các bạn thấy là có verb chính là từ gì nhỉ? Ở đây chính là từ feature này các bạn. Feature.
Tại vì sao? Tại vì children nó chính là số nhiều, vì thế nên đây chính là verb nữa. Đấy. Và thứ hai là sau danh từ chỉ đến riêng, vì thế nên đây chính là verb. Và đây chính là cấu trúc là s phẩy chấm chấm phẩy verb o này các bạn. Trong này chính là chấm chấm. Đấy, fo. Rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là sub cộng với verb o, verb nó chính là từ make. Rồi, chọn gì? Ở đây thì chúng ta sẽ chọn phương án phần D. Rồi, thì các bạn chú cho mình từ make là sau đó thì có thể là tính từ được. Thì đối với một số động từ sau đó là một tính từ thì chúng ta sẽ có những cái động từ sau. Chúng ta có từ seem, dường như chúng ta có từ sound. Có vẻ chúng ta có từ feel. Chúng ta có từ make. Đấy. Rồi đây là những cái động từ sau đó có thể là một tính từ được. Chú ý cho mình cái này nhé. Câu 10. Câu 10 thì các bạn thấy là có verb nó chính là từ pro. Nào, đây chính là một trong những cấu trúc là s phẩy chấm chấm phẩy verb o này các bạn. Đấy. Những cái dạng này thì có thể đôi khi người ta bỏ dấu phẩy đằng trước verb. Thì trước chuyện chúng ta chọn gì? Ở đây thì chúng ta chọn phương án D. Thì đây trong chỗ này nó là một danh từ. Đấy. Tiếp đối với câu 11. Câu 11. Nào, ở đây thì chúng ta có verb nó chính từ make. Đằng trước nó là chủ ngữ, đúng không ạ nhỉ? Rồi. Ở đây thì toàn bộ sau nó chính là một từ ngữ rồi. Vậy trong này chúng ta chọn gì? Mà từ make thì các bạn thấy là nó có thể là gì không nhỉ? Động từ, nó chính là động từ hai từ ngữ make o 1 o 2 thì tính từ, danh từ một và danh từ hai. Thì trước chỗ này chúng ta chọn gì? Ở đây chúng ta sẽ chọn phương án phần B. Đối với trường hợp này nó chính là tính từ make tính từ nào này các bạn, make tính từ nào. Câu 12. Ở câu 12 chúng ta chọn gì? Ở đây chúng ta có verb chưa? Nào, chúng ta thấy là có was chính là verb rồi. Nếu thế thì đây chính là một s verb rồi đủ. Chọn phương án là phương án A. S verb đầy đủ, rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là verb đây cộng với giới tự o. Rồi sau đó thì toàn bộ từ đây đến đây nó chính là giới từ cộng danh từ. Giới tụng danh từ chúng ta bỏ, đúng không nhỉ? Đấy. Tiếp câu 13. Câu 13 chúng ta dễ dàng xác định đây là verb tại vì chúng ta đằng trước ở đây nó chính là từ commonly, đúng không nhỉ? Thì đây chúng ta có verb, nào chúng ta có s verb. Thì sau verb có gì đây? Chúng ta sẽ chọn phương án. Phương án phần D, đúng không nhỉ? Phần D. Nó chính là mệnh đề danh từ, nào s verb. Sau đó mệnh đề danh từ sắp nó chính là when, rồi sau đó là s, rồi sau đó là verb, rồi sau đó là o này các bạn. Rồi because of chính là một giới từ thì sau giới từ là một danh từ. Ok, không gì sai cả. Câu 14. Câu 14 thì từ đầu cho đến dấu phẩy thì nó chính là mệnh đề tính từ giản lược to verb o, mệnh đề tính từ đứng đầu câu. Rồi sau đó thì chúng ta có s verb o ở đây. Verb nó chính là từ move, từ fast chỉ là một trạng từ thôi, đúng không nhỉ? Thì đây chúng ta có s với o xong. Ở câu này chúng ta chọn gì? Ở đây chúng ta sẽ chọn phương án C. S với o. Rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là sub cộng với o. Từ gen này nó chỉ là trạng từ chúng ta xét. Đây chính là sub với o. Mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. Câu 15. Câu 15 thì chúng ta thấy từ đầu cho đến dấu phẩy nó là một s verb o, verb nó chính là từ y. Rồi, where chính là sub mệnh đề trạng từ. Ở đây thì toàn bộ từ đây đến đây thì nó chỉ là một danh từ, cụm danh từ thôi. Vậy cho chuyện chúng ta chọn gì? Ở đây chúng ta sẽ chọn phần D. Nó chính là mệnh đề trạng từ sub s verb o. Câu này là s verb o, rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề trạng từ sub cộng s cộng verb o. Đó. Mệnh đề trạng từ đứng mọi vị trí. Xin chào các bạn. Các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.